Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của anh thì em hãy ngước nhìn về bên ấy, có sao lại nhìn về bên này. Có chăng sự tự do em nói với em không như ý, em xem anh là nơi em thích thì đến không thì đi. Em có bao giờ nghĩ là anh đớn đau bao năm tháng, anh không thể than trách hay níu kéo em dù nửa lời. Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi nắm sau những mong muốn nhất thời của em vậy thôi. Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy, có sao lại nhìn về bên này. Có chăng sự tự do em nói với anh không như ý, em xem anh là nơi em thích thì đến không thì đi. Em có bao giờ nghĩ là anh đớn đau bao năm tháng, anh không thể than trách hay níu kéo em dù nửa lời. Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi nắm sau những mong muốn nhất thời của em vậy thôi. Nắm sau những mong muốn nhất thời của em vậy thôi. Người ai